Xin mến chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trên kênh. Hôm nay kênh Bonsai Cần Thơ có dịp đến phường Thái An Đông, quận Bình Thủy để ghi hình giao lưu những cái phôi mai. Rồi, xin mời. Rồi, chào Đăng ơi. Dạ, chào anh Bảo ơi. Chào bà con, cô bác gần xa ạ. À. Hôm nay em có về một số phôi mai giảo ạ. À. Bông từ 8 đến 12 cánh nha cô chú. Giá cũng hữu nghị vậy trời ha. Anh bao phí ship nha cô chú. Số điện thoại của em là 076 79 24 210. Số Zalo của số đó nè cô chú. Đây mã số 1 ha. Chi cành đều hết ha. Này về của chú mau chơi lắm. Rồi mã số 1 bà con ơi. Rồi xin tròn vòng luôn. Này nguyên cũ nha cô chú. Khá quái luôn nha bà con. Này nguyên cũ không nghe cô chú. Rồi ok đó em này luôn, số 1 luôn. Hoành thân được 26. Rồi 26. Chiều cao là 76. Rồi ok. Mã số 1 này có giá là 1 triệu 7 nha cô chú. Rồi 1 triệu 7 đổi luôn bà con ơi. Rồi đúng rồi. Rồi đổi luôn. Rồi, số 2 lên. Mà này là số 2 nha cô chú. Số 2 luôn. Rồi, cho xin tròn vòng luôn. Rồi, chi cành có nha. Dạ. Thăng lắc lượng nha cô chú. Chi cành có luôn bà con ơi. Rồi, ok em đo luôn. Hoành thân là được 28 ạ. Rồi 28. Chiều cao 92 ạ. Rồi 92. Mã số 2 này có giá cũng là 1 triệu 7 ạ. Rồi 1 triệu 7 đổi luôn men ơi. Đổi luôn. Rồi, mã số 3 ạ. Số 3. Rồi điều điều đi. Mã số 3 men ơi. Chi cành có luôn. Thân giót hay cô chú. Đế cũ không cô chú. Để đặt luôn á. Rồi ok đo em này luôn. Hoành thân được 23. Rồi 23. Chiều cao 85 ạ. À. 85 luôn. Mã số 3 này có giá là 1 triệu 6 em cô chú. 1 triệu 6 đổi luôn mấy anh ơi. Đổi luôn. Mã số 4 ạ. À. Theo là số 4. Đế sớm nha, đế cao nha cô chú. Sớm cao nha. Sớm cao luôn. Mình giảo nguyên lô ha. Dạ này là toàn là bộ là giảo hết. Rồi. Đọc cái số điện thoại luôn. À, số điện thoại của em là 076 7924 210. Số Zalo cũng số đó ha. Tròn vòng luôn em ơi. Mã số 4 bà con ơi. Rồi đó luôn. Đó ngay tại vị trí này nha cô chú. 25 ạ. À. Rồi 25. Chiều cao là 90 ạ. Chiều cao 90. Mã số 4 này có giá là 1 triệu rưỡi nha cô chú. Rồi 1 triệu rưỡi đổi luôn. Mã số 5 ạ. Tiếp theo là số 5. Số 5 mấy anh ơi. Tàn chia đầy đủ nha cô chú. Đế cũng đều hết ha, 24 ha. Giá cũng hữu nghị dễ chơi luôn cô chú ơi. Xin thông số luôn bà con ơi. Hoành thân được 24. Rồi 24. Chiều cao 75. Rồi. Mã số 5 này có giá là 1 triệu rưỡi nha cô chú. Rồi 1 triệu 500 ngàn bà con ơi. Đổi luôn. Mã số 6 ạ. Số 6. Cắt quái nha cô chú. Phân lắc lượng nha. Số 6 bà con ơi. Đế cũng đều hết ha. Đặt luôn. Chi cành có luôn bà con ơi. Này về mà cô chú mau chơi lắm. Rồi ok vậy là đo em này luôn. Hoành thân được 22. Rồi 22. Cao. Chiều cao là 79. Rồi. Mã số 6 này có giá là 1 triệu 7 nha cô chú. Rồi đổi luôn mấy anh ơi. Đổi luôn. Mã số 7 ạ. Tiếp theo là số 7.
mã số 7 bà con ơi. Gắt quái nha cô chú. Này toàn bộ lô là quái không cô chú? Rồi, quái không. Chi cành đều hết. Củ là nguyên củ chứ thôi. Có củ to luôn nha bà con. Rồi ok, đo luôn em ơi. Đo tại vị trí trên đây đi. Dưới này. Được là 23. Rồi, 23. Cao luôn. Chiều cao là 76. 76 rồi. Mã số 7 này có giá là 1.800.000 nha cô chú. Rồi, đổi luôn bà con ơi. Mã số 8 ạ. Tiếp theo là số 8. Số 8. Chi cành đều hết nha cô chú. Thân giót luôn. Chi cành khá nha bà con ơi. Củ quái luôn. Rồi đo luôn. Bình thân được 23. Rồi 23. Cao. Chiều cao 90 ạ. Rồi ok. 98 nha cô chú. Lộn. 8 luôn. Mã số 8 này có giá là 1.600.000 nha cô chú. 1.600.000 đổi luôn bà con ơi. Mã số 9 ạ. Tiếp theo là số 9. Cái nào cũng có cũ hết. Để quái lạ luôn bà con ơi. Rồi ok, đo em này luôn. Hoành thân được 25 ạ. Rồi 25. Chiều cao 83. Rồi 83 luôn. Mã số 9 này có giá là 1.600.000 nha cô chú. Rồi 1.600.000 bà con ơi, đổi luôn. Mã số 10 ạ. Tiếp theo là số 10. Rồi cây tròn vòng luôn. Rồi số 10 mấy anh ơi. Số 10 đo luôn. Hoành thân được 25 ạ. Rồi 25. Cao. Chiều cao là 76 ạ. Mã số 10 này có giá là 1.300.000 nha cô chú. 1.300.000 mấy nơi, đổi luôn. Mã số 11 ạ. Tiếp theo là 11. Rồi, xây tròn vòng mấy mơi. Đẩy vô tới đây chút xíu. Hai tấm. Cái nữa. Rồi, thôi, ok. Rồi, em này là 11, củ to mà con ơi, quái lạ luôn nha. Chi cành thì có luôn. Ok em đo luôn. Hoành thân được 26 ạ. Rồi 26, chiều cao luôn. Chiều cao 83 ạ. Rồi ok. Mã số 11 này có giá là 1.600.000 nha cô chú. 1.600.000 bà con ơi, đổi luôn. Tiếp theo. Mã số 12 ạ. Em này là 12. Này cái lưng nó có thẹo nha cô chú. Rồi. Đây nè, là khô quá đá nha, không sao ha. Không sao. Rất đẹp nha cô chú. Mã số 12 bà con ơi. Rồi ok đó em ơi. Này toàn bộ là giảo hết nha cô chú. Rồi giảo hết luôn. Bình thân được 25 ạ. Chiều cao là 75 ạ. Okay. Mã số 12 này có giá là 1.500.000 nha cô chú. Rồi 1.500.000 đổi luôn bà con ơi. Mã số 13 ạ. Tiếp theo là 13. Nôm luôn. Để nôm hăng lắc lượng mà chi cạnh cũng có luôn nha cô chú. Mã số 13 mấy anh ơi. 13. Rồi ok cho thông số em này luôn. Hoành thân được 27 ạ. Rồi 27. Chiều cao là 72 ạ. Ok. Mã số 13 này có giá là 1.700.000 nha cô chú. Rồi ok đổi bà con ơi. Mã số 14 ạ. Theo 14. Toàn nguyên cũ nha. Cũ không ơi chú. Mã số 14 mấy anh ơi. 14. Chi cành có luôn bà con ơi. Rồi em đo luôn. Hoành thân được 26 ạ. Rồi 26. Chiều cao là 107 ạ. Rồi ok. Mã số 14 này có giá là 1.700.000 luôn nha cô chú. Rồi đổi luôn mấy anh ơi.
15 ạ. Em này là 15 bà con ơi. Mã số 15 xin nhắc lại. Đẩy vô thêm 2 tấc. Cái nữa, cái nữa. Rồi, ok. Mã số 15 bà con ơi. Rồi, em đo luôn. Bằng thân được 26 ạ. Rồi, 26, chiều cao. Chiều cao là 63 ạ. Rồi. Mã số 15 này cũng có giá là 1 triệu rưỡi luôn nha cô chú. Rồi, 1 triệu 500 ngàn đổi luôn bà con ơi. 16 ạ. Rồi, tiếp theo là 16. Xoay luôn. Xin nhắc lại là 16 bà con ơi. Chỉ cần có luôn nha. Rồi, ok, em đo em này luôn. Mã số 16. Bình thân được 22 ạ. Rồi, ok, cao. Chiều cao là 78 ạ. Rồi. Mã số 16 này có giá là 1 triệu rưỡi nha cô chú. Rồi, đổi luôn mấy nơi, 1 triệu rưỡi. Rồi, tiếp theo, 17. 17 ạ. Thân lắc lượng nha cô chú. Mã số 17 xin nhắc lại. Tròn vòng luôn, rồi đo số đo luôn. Hoành thân được 25 ạ. Rồi, 25. Chiều cao là 67 ạ. Rồi. Mã số 17 này cũng có giá là 1 triệu 7 luôn nha cô chú. Rồi, 1 triệu 7 luôn bà con ơi. Rồi, đổi. Rồi, tiếp theo. Mã số 18 ạ. 18 luôn. Chi cành đều hết nha cô chú. Mã số 18. Khá nhiều chi cành. Rồi, em đo em này luôn. Hoành thân được 28 ạ. 28 anh ơi, chiều cao. Chiều cao là 103 ạ. Mã số 18 này có giá là 1 triệu 6 nha cô chú. Rồi, đổi luôn bà con ơi. Tiếp theo. 19. Mã số 19 ạ. Thân lắc lượng đẹp lắm cô chú. Nguyên cũ ha. Cũ to luôn. Thân thì quái. Rồi, đôi. Này là mã số 19 nha cô chú. 19 luôn bà con ơi. Hoành thân là được 26 ạ. Rồi, 26. Chiều cao là 64 ạ. Rồi. Mã số 19 này cũng có giá là 1 triệu rưỡi nha cô chú. Rồi, đổi luôn mấy người. Mã số 20 ạ. 20. Chi cành đều nha cô chú, thân giót nha. Đế cũng đều hết trơn ha. Mã số 20 bà con ơi. Này về cô chú mau chơi lắm nha cô chú. Toàn bộ là giảo hết. Rồi, em đo luôn. Đo luôn. Bình thân được 26 ạ. Rồi, 26. Chiều cao 85 ạ. Rồi. Mã số 20 này cũng có giá là 1 triệu rưỡi nha cô chú. Rồi, tiếp tục đổi luôn mấy anh ơi. 21 ạ. 21. Đế sẫm cao nha cô chú. Chi cành đều hết nha. Rồi, em đo luôn. Hoành thân được 27 ạ. Rồi. Chiều cao được 99 ạ. Ok. Mã số 21 này có giá là 1 triệu 7 nha cô chú. Rồi, ok, đổi bà con ơi. Tiếp theo. 22 ạ. 22. Này có sù nha cô chú. Rồi, em này có sù. Này kéo hết trơn nha cô chú. Sụn kè chảy nha. Mã số 22 nha cô chú. 22 luôn bà con ơi. Mã số 22. Chi cần có luôn. Rồi, ok, em đo luôn. Hoành thân được 23 ạ. Rồi, 23. Chiều cao là 71 ạ. Okay. Mã số 22 này có giá là 1 triệu 6 nha cô chú. 1 triệu 6. Có sù chảy hết chân thân nha cô chú. Rồi, đo luôn, đổi luôn. Mã số 23 ạ. Đây là 23. Này mà lô này cũng dễ chơi nha cô chú. Giá hữu nghị nha cô chú. Giá hữu nghị bà
con ơi. Rồi đó luôn em ơi. Cái lô nào con mua rẻ không, bán rẻ cho cô chú dễ chơi ha. Bình thân được 22 ạ. À. Rồi. Chiều cao là 115 ạ. À. Ok. Mã số 23 này có giá là 1,7 triệu nha cô chú. Rồi đổi mấy anh ơi. Đổi luôn. Mã số 24 ạ. À. Để sớm nha cô chú. Để sớm nha. Thân lắc lượng chi cạnh cũng đều hết, toàn bộ là giảo hết. Rồi, giảo hết bà con ơi. Này là bên em là bao phí ship toàn quốc nha cô chú. Rồi đó luôn em ơi. Bành thân được 25 ạ. À. Rồi 25. Chiều cao là 82 ạ. À. Rồi. Mã số 24 này có giá là 1,5 triệu nha cô chú. 1,5 triệu luôn bà con ơi, đổi luôn. 25 ạ. À. 25. Rồi đó em ơi. Bình thân được 27 ạ. À. Rồi. Chiều cao là 97 ạ. À. Ok. Mã số 25 này cũng có giá là 1,6 triệu luôn nha cô chú. Rồi 1,6 triệu đổi luôn bà con ơi. À 26 ạ. À. 26. Này có cái thẹo nha cô chú mà nó khô quá đá nha, không sao ha. Rồi, nghe cứng rồi. Nha. Dạ dạ, nó cứng rồi. Cái nào có thẹo con chỉ theo cái thẹo nha cô chú. Chi cành đều hết nha. Rồi ok, đo luôn em ơi. Khá nhiều chi cành nha bà con ơi. Bình thân được 24 ạ. À. Rồi 24. Chiều cao là 93 ạ. Rồi 93 luôn. Mã số 26 này có giá là 1,5 triệu nha cô chú. Rồi đổi mấy anh ơi. Tiếp theo. Này mã số 27 nha cô chú. Em mình là 27 luôn. Mã số 27 ạ. À. Rồi ok em đó. Cho mượn viết 7 ơi. Cho mượn cái. Bình thân được 22 ạ. À. Rồi, ok. Chiều bay ra được 42 ạ. À. Rồi. Đo cũ cho cô chú coi ha. Cũ là được 54 ạ. À. Rồi, ok. Giá. Mã số 27 này có giá là 1,7 triệu nha cô chú. Rồi, 1,7 triệu bà con ơi. 29 kìa. 30, 30 không? 28 ạ. À. Bỏ lên, 28. Bỏ lên đi con sữa nha. 28 ạ. À. Lộn số. Mã số 28 anh ơi. Chi cành đều hết nha cô chú. Mã số 28. Rồi em đo luôn. Bình thân được 25 ạ. À. Rồi. Chiều cao là 110 ạ. À. Ok. Mã số 28 này có giá là 1,6 triệu nha cô chú. 1,6 triệu bà con ơi, đổi luôn. 29 ạ. À. Đây là 29. Mã số 29 mấy anh ơi. Chi cành đều hết nha cô chú. Rồi ok, đo luôn em ơi. Bình thân được 24 ạ. À. Rồi 24. Chiều cao là 74 ạ. À. Rồi. Mã số 29 này có giá là 1,5 triệu nha cô chú. Rồi 1,5 triệu đổi luôn bà con ơi. Mã số cuối cùng ạ, à, mã số 30 ạ. À. 30. Mã số 30 mấy anh ơi. Phí ship là bao ha? Dạ anh em bao phí ship toàn quốc ạ. À. Rồi đo luôn em này luôn. Hoành thân được 26 ạ. À. Rồi 26 bà con ơi. Chiều cao là 115 ạ. À. Rồi ok. Mã số 30 này là có giá là 1,7 triệu nha cô chú. 1,7 triệu ha. Rồi bao phí ship vậy là cuối video chưa? Dạ cuối rồi ạ. À. Rồi chào bà con luôn ơi. Dạ cũng cảm ơn bà con vừa qua đã ủng hộ cho em ạ. À.
Rất mong bà con ủng hộ em những clip dần sắp tới đây ạ. Chào tạm biệt ạ. Tạm biệt, hẹn gặp lại nha. Dạ. Rồi, tạm biệt luôn.